Bây giờ Hương Thị đã ra sản phẩm sữa rửa mặt cao cấp của dòng Platinum Bubble. Tại sao có chữ bubble là bong bóng vậy? Dễ dàng lắm. Khi mình muốn bơm một cái bong bóng, mình phải cần hơi đúng không ạ? Mình phải cần sức đúng không ạ? Thì khi mình rửa mặt lên trên mặt của mình muốn có bong bóng thì sữa rửa mặt này sẽ giúp cho các bạn ghi là làm mặt thật ướt nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bơm một cái lượng sữa rửa mặt ra đây ha, xoa lên đây và chúng ta chờ. Điều gì sẽ xảy ra khi bong bóng bắt đầu nổi lên, nổi lên mặt, những cái bong bóng li ti đang bắt đầu nổi nha quý vị nha. Nổi lên lúc đó sẽ rút được những cái dơ xấu ở lỗ chân lông, đặc biệt cho những bạn hay make up ha. Sữa rửa mặt bắt đầu sờ bầu rồi quý vị. Sữa rửa mặt này là sữa rửa mặt giữ ẩm, không làm cay mắt, đặc biệt có collagen làm cho da mặt của các bạn sau khi rửa căng ra. Căng là do collagen chứ không phải căng là do khô da nha. Một trong những sản phẩm đang hot nhất hiện nay của Hương Thị. Quý vị, sữa rửa mặt bong bóng nè.